Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương, đến ngày 11 tháng 8 năm 2024, toàn tỉnh có 1.160 sản phẩm được kinh doanh trên sàn thương mại điện tử với hơn 41.130 giao dịch, xếp thứ 7 toàn quốc. Trong đó, sản lượng bán hàng trên sàn thương mại điện tử đứng thứ 4, doanh thu đứng thứ 6 trên toàn quốc. Nhằm nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhân sự, bán hàng và phát triển thị trường cho doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp, Tư vấn xúc tiến đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tổ chức hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng, cách tìm hiểu, đánh giá, quản lý nhân lực để đáp ứng công việc của doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất.